Ủa em chào anh ạ. Ủa có phải anh Minh không ạ? Ui em chào. Em là nhân viên bên Hacom và hôm nay thì bọn em đem cái đồ livestream của anh đến đấy ạ. Ui ôi. Của anh thì nó chỉ bé này đâu. Ui góc này là quá tuyệt vời đấy anh ạ. Em phải hứa như thế. Anh là tổng cộng ở đây là có 2 PC này, 4 màn hình này, có thêm cả một chiếc Xbox nữa. Ui ôi. Anh em ơi, hôm nay là một ngày vui của mình anh em ạ. Hôm nay có một anh streamer đến với Hacom chúng mình và mua những cái đồ để nâng cấp cái trải nghiệm livestream anh ý. Anh em nhìn đây này, có này thiết bị livestream hình ảnh Elgato Cam Link bộ Pro 4K, có cả đèn Elgato Keyline này, có cả phông xanh stream green screen và có thêm kit loa để gọi là nâng cao trải nghiệm âm thanh nữa. Bây giờ thì mình vào kho để lấy những đồ này và ship cho anh khách nhé. Ok, mình vừa hỏi han tí là xem là vị trí cái đồ ở đâu. Thì đi vào nào. Cái chiếc Elgato thì mình đang cất ở trong này, các anh có đang cất trong này. Úi dồi ôi, đây. Đây là cái green screen của Elgato anh em ạ. Nó to và nó nặng như vậy. Để mình bế ra ngoài, mình để giữa đây đã. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ còn có đó chính là hai đèn Elgato Keyline. Thì nó, à đây, nó ngay đây rồi. Đây, hai chiếc Keyline. Úi. Chiếc Keyline này thì nó cũng khá là đẹp đẽ và xịn sò đấy. Hai Keyline này thì sẽ giúp cho anh em kiểu để ở hai phía hai bên cho nó sáng cả mặt đấy. Và mua hai cái này là quá hợp lý. Bây giờ thì cùng mình ra ngoài kia và lấy nốt cái Elgato Cam Link Pro nhá. Và thành phần cuối cùng chúng ta đó chính là chiếc Elgato Cam Link Pro. Thì nó ở ngay khu vực đây rồi. Chúng mình sẽ có một cả một nồi tất cả những đồ Elgato ở đây luôn. Và nó rất là phục vụ cái mục đích nhu cầu gọi là livestream của anh em. Đấy, Cam Link Pro. Đấy, cái Cam Link Pro cho mình đây. Đấy, rất bách, rất xịn đúng không ạ? Cái này thì sẽ không phải là thiết bị ngoài mà nó sẽ là cắm vào khe PCIe để giúp cho anh em có thể kết nối tới tổng cộng là 4 thiết bị HDMI cơ. 4 HDMI output này, up to 4K luôn, rất là phù hợp với livestream. Nếu mà anh em thấy ở đây thì tất cả đồ đạc đã đầy đủ rồi. Đấy, Elgato green screen này, hai chiếc Keyline này, một chiếc Cam Link này và anh ấy sẽ còn mua một chiếc, đó chính là chiếc Edifier S2000 Mark 3. Đấy, đây là một con loa cũng khá là xịn sò và nhìn trông cũng tương đối là đẹp. Đây là phiên bản màu nâu. Thì bây giờ mình sẽ bê hết tất cả đống đồ này ra ô tô và ship đến khách nhá. Thì không giấu gì anh em nữa, anh khách của chúng ta hôm nay là tên là anh Binh. Anh em mà biết ý, thì đây là một livestreamer, một streamer và đồng thời cũng là một bình luận viên cho bộ môn bóng đá mang tên FIFA 24. À, và anh ấy cũng là bình luận viên trên SEA Games nữa. Và hôm nay thì anh ấy mua tất cả những đồ này để nâng cao gọi là cái hình ảnh, nâng cao cái chất lượng hình ảnh, nâng cao cái gọi là cái trải nghiệm xem stream của anh em. Và bây giờ thì mình sẽ đến khu vực đó chính là Ocean Park để lắp đặt cho anh ấy nhá. Ok, bây giờ thì mình đang gọi là đứng trước cửa nhà của anh Bình rồi. Giờ mình thử gõ cửa nhá. Bốn chuông à? Được rồi. Ok, có tiếng chuông rồi. Để đợi tí. Ồ, em chào anh ạ. Ồ, có phải anh Bình đúng không ạ? Ui, em chào anh. Em là nhân viên bên Hacom và hôm nay thì bọn em đem cái đồ livestream của anh đến đấy ạ. Ok, thế em xin phép vào nhà nhá. Để dép bên nào nhỉ? Đẹp thật đấy. Cái em thấy là thực sự là rất là nhiều sách trên này này. Thế ở dưới này là anh chơi đá quý hay sao đúng không ạ? Ừ, cái này thì là vợ anh chứ anh thì cũng không kiến thức về món này lắm. Đó là tôi và mình. Và cái góc làm việc của anh thì ở trong nhà cơ. Vâng, ok, thế mình vào trong góc stream anh nhỉ. Anh em có thể thấy đây là những cái món gì anh có thể giới thiệu qua cho các bạn được. Đây thực ra là cái game mà anh chơi thường xuyên trên stream thôi. Nên là nhà anh thì nó cũng diện tích khá hẹp nên là anh cũng để ít ít thôi. Có rất là nhiều cái lưu niệm trong các sự kiện mà anh tham gia nhưng mà đây chỉ là một vài cái nhỏ nhỏ để mình bày trên góc đấy thôi. Đây có vẻ như là một phòng stream kiêm phòng ngủ đây đúng không ạ? Ui ôi. Của anh thì nó chỉ là bé này thôi. Ui góc này là quá tuyệt vời đấy anh ạ, em phải hứa như thế. Anh là tổng cộng ở đây là có 2 PC này, 4 màn hình này,
có thêm cả một chiếc Xbox nữa. Ủa, thế thì cái PC nào, thế cho em hỏi là PC nào là PC anh chơi game chính và PC nào là PC stream? À, cái PC chơi game này anh để ở phía dưới. À, PC phía dưới. Cái máy để làm stream và edit video thì anh để trên. À, ok. Hiện tại thì chơi game thì anh vẫn đang cắm dây mạng. Còn cái trên thì mình dùng wifi rồi. Vâng, đúng rồi. Chơi game chắc chắn là phải có độ delay thứ nhất đúng không ạ? Rồi, ok. Thế thì từ đợi tí em bế đồ vào nhá. Ok, anh em có thể thấy đây, toàn cảnh góc gaming của anh Bình. Thì anh có thể nói là tại sao anh lại mua những cái sản phẩm này bên em được không ạ? Đầu tiên là hãy bằng cái này đi. Đây, món Gambling Pro này, tại sao anh lại mua cái này ạ? Thực ra thì với Engato thì anh cũng đã dùng nhiều sản phẩm rồi. Tuy nhiên ấy, cái sản phẩm này là sản phẩm mới, nó cũng mới ra thôi. Và cái này thì được một cái lợi là cắm được đến 4 cái thiết bị vào trực tiếp. Và anh thấy là nó tiện hơn cho công việc của anh khi mà anh đang có một cái máy Xbox này, một máy PC chơi game này. Rồi sắp tới thì cũng mua thêm cái máy lọc khí nữa. Máy lọc khí á? Máy lọc khí màu trắng đúng không ạ? Và anh cũng dùng cam, sẽ là camera thay cho chiếc webcam này để chất lượng nó tốt hơn. Bởi vì bây giờ ngoài cái này ra thì anh em mình còn sẽ setup thêm cho anh một cái đèn nữa. Vâng, đấy, đây là đèn này. Các đèn Keylight đây. Đấy, vâng, đèn Keylight này thì để anh cầm cho em cả. Đèn Keylight. Thì cái đèn này là em thấy là cái cửa sổ, cái view cửa sổ này cũng khá là đẹp. Khi mà livestream thì ánh sáng nó vào, nhưng mà có vẻ như là anh sử dụng cái này cho mục đích khác đúng không ạ? Thực ra cái này ấy, là bởi vì công việc của anh thì làm việc buổi tối cũng là nhiều đấy. Thành ra buổi tối thì cái view bên ngoài này nó cũng không phải là cái mà mình muốn show lên nhiều. Em sẽ kéo cái rèm xuống. Sau đấy thì có bật đèn RGB một chút ở khu vực sàn này. Và anh sẽ cần hai cái đèn Keylight này. Thực ra là nhìn nó cũng chuyên nghiệp một tí để cho cái mặt mình nó sáng hơn. Cái này thì thực ra cũng nhiều các streamer ở Việt Nam mình đã làm rồi. Vâng, đúng ạ. Và anh nghĩ là một cái góc setup như thế này, nếu có hai chiếc đèn Keylight của Elgato thì cũng thực sự là tuyệt vời. Rồi, và cái sản phẩm cuối cùng của Elgato đi, đó chính là chiếc màn hình xanh. Đấy, thì em thấy rằng là cái góc đằng sau này của anh nhìn trông cũng khá đẹp, kiểu nó trưng bày kiểu camera này, các đồ điếc, nhưng mà tại sao lại cần cái màn hình xanh như này? Thực ra là cái phông xanh này thì nó rất là tiện. Một cái việc đấy là cái công việc của anh ấy. Đấy thì bình thường thì anh làm stream thì cũng không có một cái ràng buộc hay là một cái content gì thì mình cần phải tránh. Thế nhưng mà đôi khi có những cái sự kiện promote cho một sản phẩm nào đấy thì anh cần phải có một cái phông xanh. Và cái công việc của anh hiện tại thì cũng đang làm rất là nhiều job liên quan đến bình luận viên nữa. Thành ra là một chiếc phông xanh như này là rất quan trọng. Vâng, ok. Thế thì bây giờ là, còn cái loa nữa thì tại sao anh lại loa nhỉ? Anh lại chơi loa nữa nhỉ? Loa này thì thực ra là anh cũng mới đọc review trên mạng thôi. Và anh cũng chưa có nhiều kiến thức về loa PC lắm đâu. Và cũng đã nhờ anh em bên Hà Nội Computer tư vấn rất là nhiều. Thì anh lấy bộ loa này và anh nghĩ là để cho giải trí nhiều thứ hơn. Anh có xem TV bằng Netflix này, anh có chơi game và thi thoảng nghe nhạc thôi. Thực sự là công việc của anh thì cũng không có nhiều thời gian nghe nhạc lắm. Thế nhưng mà với một cái bộ loa mà 2.0 như này thì anh nghĩ là nó cũng sẽ là bộ loa để anh gọi là nghe tạp ấy. Tức là dùng rất là nhiều những cái nội dung khác nhau, bao gồm cả có game nữa. Thế vừa cho em hỏi là cái máy của anh ấy thì là bây giờ anh muốn cắm cái Gambling Pro này vào cái máy nào? Đây, anh kia là máy làm việc, đây là máy chơi game, anh muốn cắm vào máy nào nhỉ? Anh sẽ dùng vào máy làm việc luôn. Máy làm việc luôn ạ? Ừ, vì máy này anh sẽ nhận nhiều thiết bị thông tin từ camera, từ máy Xbox này, từ PC chơi game ở phía dưới. Tức là anh quản lý stream bằng cái máy này, còn đúng cái rồi. Máy này chỉ chơi game thôi. Đúng rồi, chính xác. Thế em thấy hợp lý đấy. Tại vì ví dụ như chẳng hạn anh chỉ có một máy không thì cái này mới là cái thứ cần phải cắm xuống đây. Đúng rồi. Đấy, ok. Thế bây giờ setup như thế nhỉ. Còn đèn key này thì chắc là anh sẽ cắm vào hai cái khe kia đúng không? Một cái hai cái. Một cái hai bên để cho mặt nó sáng toàn đều ra. Và cái thì nó sẽ anh sẽ là cái green screen nữa. Cái phông xanh ấy thì nó cũng sẽ là một cái thứ anh nghĩ một cái vật dụng mà nó không phải là cố định. Vâng, tức là nó có thể di chuyển được đó. Khi nào mà mình cần thì mình sẽ dựng nó lên. Ok, thì để em xem là để nó có dễ tháo ra dễ bỏ ra nhá. Chứ không thì mấy cái đấy nhiều khi là phải 2-3 người để em xem thế nào. Ok thì bắt đầu mình setup rồi nhỉ. Rồi, ok thì ở trong đây là một chiếc capture card của Avermedia. Thì anh ý là đang vì là muốn đổi sang Gambling thì thế nên mình sẽ tháo này ra. Mình đang có đây là chiếc Gambling Pro. Đó, và sẽ có là như lúc nãy mình đã nói ấy, là 4 HDMI input lên tới là 4K. Nhưng mỗi tội cái này là không có gọi là output ra nhá. Và mình sẽ gọi là chơi trực tiếp trên cái capture OBS hoặc là cái phần mềm của Elgato. Thì cái đấy sẽ là một cái hơi bất tiện một tí thôi, nhưng mà cái delay của nó không quá là nhiều đâu anh ạ. Đây rồi. Đây. Sao chị mị nhá.
4 đô HDMI này, bây giờ mình cắm vào. Mọi thứ đã setup xong rồi. Về key light, key lủng thì anh em thấy ui, công nhận là bật đèn lên này sáng rất đẹp nhở. Nhìn trông rõ đẹp luôn đấy. Thì bây giờ là mình sẽ gỡ cái loa này ra và setup nó lên. Anh muốn đặt nó đâu nhỉ? Ở bên khu vực này hay khu vực ở đằng sau màn hình? Để ngang chỗ này anh nhá. Em thấy cái màn hình lúc nãy ở đây 2199 à, con màn hình LG 169 gắn đây là hợp lý ấy. Nặng thật không mùa. Ok, công đoạn cuối cùng của chúng mình đó chính là chiếc green screen. Cái green screen này thì nặng vô cùng, mình bê búp cái kiểu. Ôi giời rõ. Anh Bình đang gọi là setup lại cái màn một tí. Tại vì trong cái quá trình mà chúng mình lắp thêm đồ ấy thì nó tốn rất là nhiều vị trí. Cái loa này rất là to này, cái key light cũng mất nhiều đồ này. Và chúng mình lại còn phải lắp thêm kiểu các dây dỡ các thứ nữa. Thế nên là anh ấy đang gọi là chỉnh lại một chút để cho phù hợp tối ưu nhất với cả cái góc nhìn của anh ấy. Đây, anh thấy thế là ok cho anh. Hay là chắc là phải di cái này sang một tí nữa nhỉ? Ừ. Hợp lý hơn đấy. Trước đây thì gọi là chưa có những cái giải pháp như này dành cho streamer. Hoặc là nếu mà có thì nó là dành cho gọi là các doanh nghiệp là nhiều. Thế nên là bây giờ là Elgato ra này. Được rồi. Em thấy nhiều streamer cũng dùng kiểu như là họ lại không dùng theo kiểu mục đích của anh đâu. Là theo kiểu dụ như là nhà họ không phải quá đẹp ấy. Hoặc là họ chưa setup xong ấy. Thế là họ cứ để cái này xuống là để... To vẫn nặng. Cái em này thì rất là to, rất là nặng nhưng mà nó vẫn có là cái cầm tay này để đem đi lại. Đấy. Còn nếu mà muốn deploy này ra thì xoay chân này, một chân, hai chân, đấy. Hai chân nó ngồi gỡ không? Cái mặt dựng di chuyển này, chụp ra phát, mở ra này, kéo lên. Xuôi. Quá thông minh rồi. Quick màn xanh. À. Thế xong thế là anh Bình có thể đặt ngang ở đây này. Rồi thế là máy quay máy kiếp các kiểu ngon lành này nào. Bây giờ thì setup nốt và cho anh mình thử stream tí nhỉ. Ok nhá. Sau khoảng tầm 1 tiếng chật vật rồi nhỉ. Thì mình đã lắp là chỉnh được hết tất cả vị trí của màn rồi này. Lắp được key light này, setup key light này, đi thêm cả mấy con loa edifier nữa. Và ngay đằng sau đây thì là cái tấm màn hình xanh này nhỉ. Anh thấy chất lượng nào? Thực sự là anh rất là hài lòng với cái key screen này. Bởi vì là anh sẽ tiện dụng hơn rất nhiều những công việc tác vụ mà mình cần một cái phông thực sự đẹp. Wow, ok. Thế thì anh cảm thấy cái trải nghiệm của là mua hàng với cả bọn em để lắp đặt ở Hà Phòng của em thì như nào nhỉ? Thực sự cũng không phải là lần đầu tiên mà anh mua hàng ở Hà Nội Computer và lần nào cũng vậy. Anh em rất là nhiệt tình, support anh. Đúng, anh không phải động tay động chân gì cả. Rất là vui và cảm ơn anh em. Vâng, rồi thì em cũng rất là cảm ơn anh đã gọi là lựa chọn Hacom chúng em để mua những sản phẩm này. Hy vọng rằng là với những cái gọi là key light mới này, với gọi là cáp trời cạc mới này, với loa mới này thì cái trải nghiệm gọi là livestream và gọi là sử dụng máy tính của anh có thể tăng lên cao lên rất gấp đôi gấp ba luôn. Rồi thì rất là cảm ơn anh đã gọi là quay video của em và cảm ơn anh em đã xem video nhá. Xin chào.